Đây là chương trình Y khoa và đời sống với bác sĩ Y khoa Trần Hùng Phong cùng Huyền Trang từ công ty Max Life. Mộng Lan xin kính chào quý khán thính giả, xin thân mến chào bác sĩ cùng Huyền Trang. Dạ vâng, Huyền Trang xin chào chị Mộng Lan, xin chào bác sĩ Trần Hùng Phong và Huyền Trang rất vui được gặp lại quý khán thính giả của VNA TV. Dạ, chúng tôi bác sĩ Y khoa Trần Hùng Phong xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Mộng Lan và xin chào Huyền Trang. Trong những chương trình qua thì bác sĩ Y khoa Trần Hùng Phong đã nói rất nhiều về độc tố. Thì thưa với quý khán giả, nếu mà quý vị muốn xem lại những cái chương trình này, có lẽ Huyền Trang cho quý khán giả biết sơ qua là có thể lên YouTube hoặc là vô những chỗ nào để có thể coi lại những chương trình của bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn chị Mộng Lan đã nhắc nhở. Khi chúng ta muốn xem lại những cái chương trình mà Huyền Trang với chị Mộng Lan hay là Huyền Trang với bác sĩ Trần Hùng Phong làm, chúng ta có thể theo dõi trên cái YouTube channel của Huyền Trang US, hoặc là chúng ta cũng có thể theo dõi kênh YouTube của chị Mộng Lan, đó là Alison Trần. Yeah. Dạ vâng, thì đó, trên đó có tất cả những cái bài chia sẻ hay là những cái thông tin về sức khỏe cũng như là về các sản phẩm của công ty Max Life. Và đây chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin về công ty Max Life, các sản phẩm trên cái Huyền Trang US, đó là cái fan Facebook fanpage, đây là cái YouTube channel, và một cái nữa đó là Huyền Trang US là cái website, hoặc là maxlifesupplement.com. Dạ vâng, xin cảm ơn Xuân rất nhiều đã cho những cái hình ảnh để cho quý khán thính giả chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Dạ. Cảm ơn Huyền Trang, và bây giờ trở lại với bác sĩ Y khoa Trần Hùng Phong. Thì thưa với quý khán thính giả, khi mà nói về vấn đề lão hóa đó, thì một trong những cái chuyện mà chúng ta, ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua, thì Mộng Lan biết chắc là quý khán giả cũng không phải là quý vị thì cũng là quý vị biết người nào đó bị, tức là đau nhất đó bác sĩ. Đúng như vậy Mộng Lan. Mà đau nhất là cái ngành chuyên khoa của bác sĩ. Mộng Lan nhớ là Mộng Lan quen biết bác sĩ gần 30 năm nay, thì Mộng Lan thưa đó là lúc mà Mộng Lan được cái dịp may mắn để được cộng tác với bác sĩ ở trung tâm của bác sĩ để mà bác sĩ trị cho những cái triệu chứng đau nhất đó, thì thưa với quý khán giả là một thông dịch viên, Mộng Lan cũng đi thông dịch cho nhiều chỗ lắm rồi, nhưng mà không có một người nào mà làm những cái vấn đề mà như epidural steroid injection mà hay như bác sĩ Trần Hùng Phong. Thưa với quý khán giả, làm xong là không còn đau nữa. Có một số các quý vị bác sĩ làm xong vẫn đau, nhưng Mộng Lan có chia sẻ với bác sĩ đó, Mộng Lan bị đau thần kinh tọa đó, mà có lẽ vì ngồi nhiều quá, đứng nhiều quá rồi bị tai nạn xe cộ đó bác sĩ. Thì Mộng Lan mới đi chích cái epidural steroid injection mà chích xong vẫn đau lắm bác sĩ ơi. Mà khi mà Mộng Lan bị đau rồi Mộng Lan đi chích là tức là Mộng Lan đã chạy theo nó rồi. Mà Mộng Lan muốn đó là mình làm sao để mà quý khán giả có thể ngăn cái cơn đau trước khi nó đến với chúng ta. Thì biết như vậy chúng ta phải biết cái cấu trúc của xương cốt chúng ta như thế nào, và ngoài ra có những cái loại dược thảo nào mà chúng ta có thể bồi bổ cho cơ thể chúng ta. Mộng Lan biết là công ty Max Life của Huyền Trang có một cái loại dược thảo Mộng Lan cũng rất là thích, và cái loại dược thảo này Mộng Lan cũng có giới thiệu cho ba Mộng Lan ở San Francisco. Là ngày xưa đó ông không có lên cầu thang được, ông đi cầu thang đó là ông bước một bước xong rồi ông vào khoảng 5-6 giây rồi ông bước thêm bước nữa, mà đi từ dưới cầu thang lên đến đầu cầu thang vào khoảng 10 phút mới lên được đến nơi. Nhưng mà ba Mộng Lan cũng uống joint tendon một thời gian thì đã có thể đi lên cầu thang một cách nhẹ nhàng và khớp không còn bị đau. Ngoài ra thì ăn đậu bắp thêm nữa bác sĩ, để cho cái chất nhờn nó bồi bổ thêm. Bác sĩ có thể cho quý khán giả biết sơ qua về cái cách cấu trúc xương của chúng ta như thế nào mà. Dạ vâng, cảm ơn Mộng Lan và kính thưa quý khán thính giả, là trong cái quá trình mà chúng tôi giúp cho quý vị liên quan tới vấn đề đau nhức đó thì cũng thấm thoát cũng mấy chục năm rồi, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi nhận xét rằng đó là ai trong cuộc sống của chúng ta đã cũng bị cái vấn đề đau nhức hết, không ai tránh khỏi, kính thưa quý vị. Máy móc cũng còn bị hư theo thời gian, xe cộ chúng ta chạy một thời gian nào đó cũng sẽ bị sẽ nằm một chỗ, phải không quý vị? Con người chúng ta cũng vậy, theo dòng thời gian thì không ai mà tránh được cái tiến trình của lão hóa hết trơn đó. Cho nên nước chảy đá còn mòn nữa, kính thưa quý vị. Chúng ta mài sắt thì có ngày nên kim. Thì quý vị thấy rằng đó là tất cả những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì cũng sẽ tới một cái giai đoạn là chúng ta sẽ bị đau nhức. Và chúng tôi nhắc nhở quý vị rằng đó, đau nhức chỉ là một cái triệu chứng mà thôi, chứ không phải là một căn bệnh. Vì nhiều người hiểu lầm đau nhức là một cái bệnh mà cứ chữa đau nhức bằng cách là cho thuốc, uống thuốc giảm đau, thì sẽ không bao giờ mà giải quyết được cái bệnh và cái nguồn gốc của những cơn đau nhức này. Mà đó là chưa nói đến nó còn tác động lên gan, lên thận nữa đó bác sĩ. Đúng như vậy. Giảm đau và... Đúng như vậy Mộng Lan, gan, thận và kể cả cái đường bao tử nữa. Quý vị nào uống thuốc đau nhức lâu ngày đó thì không ảnh hưởng tới một trong ba bộ phận đó hết, tức thưa quý vị. Và nếu không mà không biết được cái nguồn gốc của cái gì nguyên nhân tạo ra cơn đau đó, thì suốt cuộc đời của quý vị cơn đau sẽ càng ngày sẽ càng nặng nề hơn.
và những loại thuốc mà quý vị đang dùng để giảm thiểu những cơn đau đó sẽ cần cái lượng rất là cao hơn để mà giải quyết cho cái vấn đề, và cái bệnh của quý vị sẽ đi đến cái tình trạng đường cùng, kính thưa quý vị, và quý vị sẽ đến một cái giai đoạn nào đó là không bớt mà lại nặng nề hơn nữa. Cho nên chúng tôi nhắc nhở rằng đó là đau nhất phải biết được cái nguồn gốc, cái gì tạo ra những cái cơn đau. Một cái thí dụ mà chúng tôi chia sẻ cùng quý vị thường xuyên đó là một người ho, kính thưa quý vị, ho chỉ là một cái triệu chứng thôi chứ không phải là một căn bệnh. Tại sao cái người đó bị ho thì tại sao đó mới là cái nguồn gốc của cái triệu chứng ho, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như nếu chúng ta một người đó bị ho bị suyễn lại khác, chúng ta sẽ chữa bằng cách khác phải không quý vị? Nếu ho vì bệnh viêm phổi đó thì chúng ta sẽ chữa bằng những trụ sinh phải không quý vị? Mà nếu chúng ta ho vì một lý do nào đó cho nên phổi có nước và hay báo tử nữa. Đúng như vậy. Có nhiều người bị báo tử mà lại đưa đến ho. Đúng như vậy Mộng Lan, thì cho nên đó. Đúng như vậy Mộng Lan, cho nên phải biết được cái nguồn gốc của nó, kính thưa quý vị, thì chúng ta mới chữa được những cái triệu chứng được phải không quý vị? Thì trở về vấn đề mà triệu chứng đau. Đó, chúng tôi không gọi là bệnh đau mà gọi là triệu chứng đau, thì phải nguồn gốc cái bệnh là bệnh gì thì tạo ra những cơn đau đó thì chúng ta mới điều trị. Thì qua cái quá trình mà làm việc ở trong cái ngành Tây y đó mấy chục năm, 30 năm á bác sĩ. Dạ, thấm thoát quá nhiều năm. Sợ nói 30 năm thì thấy quá năm. Quá lâu dài một năm. Cho nên tôi chỉ nói 30 năm thôi. Sợ nói 30 năm trong nghề, mất công mọi người lại đoán được tuổi của bác sĩ. Bác sĩ ra trường y khoa rất là trẻ, từ năm 1990 là Mộng Lan đã được cộng tác với bác sĩ rồi đó bác sĩ. Dạ vâng, cũng rất là may mắn Mộng Lan là từ nhỏ đến lớn thì ơn trên cho một cái cơ may. Mà đi học thì là cái người trẻ nhất ra trường y khoa, cũng là cái người trẻ nhất, kính thưa quý vị. Và có thể nói học bất cứ ngành nghề gì chúng tôi cũng rất là may mắn được cái sự tiếp nhận rất là nhanh chóng của những người thầy đưa đến những kiến thức cho mình. Và vì thế cho nên chúng tôi cũng trong cái tinh thần đó là cũng muốn là lúc nào cũng theo dõi cái con đường học vấn, kính thưa quý vị, để mà tiến triển có thêm kiến thức ở mọi cái ngành nghề khác nhau. Cũng như Mộng Lan có chia sẻ cùng quý vị, hiện tại chúng tôi đang học về lực khoa, thì mong rằng một cái thời gian gần tới đây chúng tôi sẽ áp dụng những cái ngành nghề trong ngành chuyên môn của mình là lĩnh vực y khoa cộng với lĩnh vực kinh doanh, kính thưa quý vị, và những cái gốc của chúng tôi là toán học và lại có thêm cái ngành về luật khoa nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ giúp ích cho chính bản thân của mình và giúp ích cho cộng đồng một cách rất là nhiều. Là tại vì hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng là cái người bệnh nhân là cái người thiệt thòi nhất, nhiều khi có những cái sự chữa trị không đúng, cũng như Mộng Lan nói đó, mà đau mà chữa mà không hết thì người bệnh nhân đó biết phải làm sao, kính thưa quý vị, làm sao biết được người bác sĩ có khả năng không có khả năng, hay là áp dụng những phương pháp đúng hay là không đúng để mà giải quyết cho tình trạng của người bệnh nhân, và những tình trạng có thể đưa đến tử vong nữa, kính thưa quý vị. Thì những trường hợp đó phải giải quyết bằng như thế nào thì chúng tôi mong rằng trong thời gian tới đây, vài năm kế tiếp nữa, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ đem cái sự hiểu biết của mình để mà cống hiến và giúp ích cho cộng đồng của chúng ta, để mà có cái sự công bằng trong cuộc sống, để những ai mà có thể nói bị những cái tình trạng mà ngặt nghèo, nguy hiểm, đưa đến tình trạng tử vong chẳng hạn, thì mình phải làm sao để giải quyết cho những trường hợp này. Thì đó là tương lai, thì chúng tôi mong rằng là quý vị tiếp tục theo dõi, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị để mà có một cái biện pháp đối phó với những cái tình trạng mà bất công hiện tại mà chúng ta đang phải gặp phải trong cái xã hội hiện nay, kính thưa quý vị, trong ngành y khoa. Dạ, trong ngành luật khoa thì bác sĩ là năm thứ tư, nhưng mà valedictorian, thưa với quý khán giả, bác sĩ đang đi học mà là còn có học trò để bác sĩ dạy lại cho người học trò đó, mà người học trò đó là người ngoại quốc nha quý vị, chứ không phải là người Việt Nam. Đó là một niềm hãnh diện của Mộng Lan khi mà Mộng Lan được giới thiệu bác sĩ đến với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Trong tương lai Mộng Lan mong là bác sĩ trở thành luật sư, bác sĩ cũng tìm Mộng Lan để quảng cáo, và Mộng Lan mong là lúc đó vẫn còn hơi để mà quảng cáo cho bác sĩ, chứ không phải là nằm một chỗ với những cái loại dược thảo của Max Life mà nằm một chỗ thì xấu hổ lắm. Thì trước khi mà chúng ta có một cái chương trình đặc biệt của Huyền Trang, Mộng Lan muốn nhờ bác sĩ nói sơ qua về cái cách cấu trúc những cái xương, những cái khớp của chúng ta như thế nào. Ở trong phần nhiều đó, Mộng Lan thấy mà càng lớn tuổi đó thì chúng ta hay bị là đau thần kinh tọa bác sĩ, mà có nhiều quý vị hồi đó Mộng Lan làm việc cho bác sĩ 20 mấy năm về trước đó, thì quý vị vô quý vị nói chứ là tôi đau cái chân mà bác sĩ cứ chữa cái lưng hoài, nhưng mà khi mà bác sĩ chữa cái lưng xong rồi thì quý vị mới nói từ cái lưng mà nó ra chứ không phải từ cái chân. Tại vì Mộng Lan nghe nói tôi đau cái chân, cô không nghe tôi sao mà cô cứ nói bác sĩ Trần Phong chữa cái lưng cho tôi hoài bác sĩ. Dạ đúng như vậy Mộng Lan, và kính thưa quý vị, đó là một cái điều mà cũng rất là thú vị trong ngành nghề chuyên môn của chúng tôi, là tại vì khi hiểu rồi chúng ta biết được cái nguồn gốc của nó thì trị ở cái gốc thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề, kính thưa quý vị. Thì thần kinh tọa cũng vậy, thần kinh tọa là một cái sự chấn động ở cái thần kinh ở vùng mông tọa và gây ra cho những người bệnh nhân đau từ lưng chạy xuống chân. Nhiều người đến chỉ nói là đau chân không thôi, nhưng cái nguồn gốc của nó xuất
xuất phát từ thắt lưng thì phải chữa ở cái gốc của nó thì cái ngọn nó mới bơm hết được, phải không quý vị? Đó thì cấu trúc của cơ thể con người chúng ta, quý vị thấy rằng là nhìn ở phía ngoài nhìn vô thì quý vị thấy là có những gì, làn da, sau đó là những cái tế bào nằm ở chính giữa, chẳng hạn như là những connective tissue, kính thưa quý vị, rồi tới những cái bắp thịt, tới những sợi dây gân. Gân ở đây là có ligaments và có tendons. Tendons là nằm giữa bắp thịt và xương, còn ligaments là nằm giữa xương và xương, kính thưa quý vị. Thì tiếng Anh thì nó rất là rõ ràng, tendon và ligaments nó khác nhau, nhưng mà tiếng Việt của chúng ta thì nói là gân thôi, kính thưa quý vị. Đó thì ngoài ra gân thì còn có những cái xương trong cơ thể, có những cái khớp ở những cái xương trong cơ thể con người của mình, và có những cái hệ thống dây thần kinh, có những cái địa điểm, và có thể nói là vô số kể những bộ phận mà có thể như tạo ra cơ thể con người chúng ta. Và chính cái sự chấn động của bất cứ bộ phận nào trong cơ thể con người chúng ta sẽ đưa đến cái triệu chứng bị đau, kính thưa quý vị. Những bọc tiết ra chất nhờn cũng nằm trong cơ thể của mình. Bọc tiết ra chất nhờn là nằm giữa những sợi dây gân và xương, kính thưa quý vị. Để khi chúng ta di chuyển thì sự cọ sát đó, nó không có mãnh liệt, nó sẽ giảm thiểu xuống. Vì vậy chúng ta đi đứng hay là di chuyển thì những sợi dây gân không chạm vào những cái xương và sẽ không ra gây ra những cái viêm, cái sưng và cái đau ở những cái bộ phận đó. Thì từ trên cổ nhìn xuống tới cái vùng chân của chúng ta, quý vị thấy rằng đó là trên vùng cổ đó, kính thưa quý vị, thì lại có những cái bộ phận như về khớp xương chẳng hạn, kể cả những hệ thống dây thần kinh ở đây đó. Rồi quý vị thấy rằng những dây thần kinh là màu vàng đây, rồi xong rồi giữa những cái lỗ thông dây thần kinh là những khớp xương, kính thưa quý vị. Khớp xương có thể nói rằng là cái nơi mà có thể nói rằng để những hệ thống dây thần kinh nó di chuyển mà không có sự va chạm. Thì nếu ai mà bị những trường hợp chẳng hạn như là neuroforaminal stenosis, có nghĩa là những cái lỗ thông nó đưa ra nó bị hẹp lời, thì quý vị tưởng tượng một dây thần kinh chạy ra cái lỗ mà khi nó hẹp lời đó, thì sự di chuyển của chúng ta sẽ va chạm với dây thần kinh và khiến nó bị viêm, bị sưng và bị đau ở những sợi dây thần kinh mà nó chạy xuống cánh tay hay là chạy xuống cái chân của con người của mình. Rồi kể cả những khớp xương, nếu chúng ta di chuyển được cái cổ, thưa quý vị, di chuyển được những bàn tay, thì những nơi đó là những nơi có khớp xương. Chẳng hạn như ở ngay cái cánh tay của chúng ta, ở vùng này không thể nào chúng ta di chuyển được là tại vì chúng ta không có khớp xương ở đâu đó. Đó, thì giữa những khớp xương là gì? Bao bọc xung quanh là những cái sụn, thưa quý vị, là những cái cartilage. Mà nếu những cartilage đó, quý vị tưởng tượng rằng đó là chúng ta sử dụng nhiều, theo cái dòng thời gian thì quý vị thấy bàn tay của chúng ta sẽ bị sưng ở những cái khớp xương, phải không quý vị? Là những cái khớp đó, những cái cartilage đó nó bị suy thoái theo cái thời gian. Đầu gối chúng ta di chuyển, kính thưa quý vị, quý vị thấy một cái người ôm cái đầu gối trên cái màn hình đó, là tại sao là tự nhiên những cái khớp nó bị có thể nói là bị cái độ dày của nó, mà những cái cartilage nó bị giảm thiểu xuống, từ đó xương cọ vào xương. Một số người bị đau vùng đầu gối đó thì có những cái tiếng kêu rộp rộp ở trong cái khớp của mình, kính thưa quý vị. Thì đây là những cái nguyên nhân có thể nói rằng là vô số kể nguyên nhân gây ra cái triệu chứng đau mà 30 năm trong ngành Tây y và 14 năm, kính thưa quý vị, chúng tôi nghiên cứu về cái lĩnh vực Đông y đó, thì chúng tôi mới phối hợp giữa Đông y và Tây y lại để mà tạo ra một cái sản phẩm mà chúng tôi rất là tự hào, đó là sản phẩm Joint Tendon của công ty MaxLife, kính thưa quý vị. Vì trong sản phẩm này kết hợp đầy đủ những tinh chất mà để bảo vệ cho những cái sợi thịt, những sợi dây gân, những cái khớp trong cơ thể con người chúng ta để được hoàn hảo và tráng cường hơn. Quý vị tưởng tượng đi xe chạy thì cần phải có xăng điện hay là phải bảo trì đúng rồi, hay là phải bỏ dầu nhớt vô nữa, battery phải không người ta, nhưng mà chúng ta phải có nhớt phải biết là những bộ phận cần thiết để đi đôi với những cái xăng dầu hay là điện hay là batteries, kính thưa quý vị, để mà duy trì cho chiếc xe của chúng ta có thể kéo dài. Ngày nay quý vị thấy rằng xe chạy lên tới 200.000 mao vẫn còn tồn tại được, vẫn còn chạy được và chạy ngon lành, phải không quý vị? Con người của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết bồi bổ đúng tinh chất thì chắc chắn rằng đó là sẽ tránh được những tình trạng mà bị suy thoái ở những khớp xương hay là suy thoái ở những tế bào gân hay là cái bắp thịt của chúng ta. Thì sản phẩm Joint và Tendon với sự phối hợp của nhiều tinh chất từ glucosamine, chondroitin sulfate, hyaluronic acid, MSM và cộng thêm có cái collagen nữa, kính thưa quý vị, và coenzyme Q10 và bioperin, 7 tinh chất quý hiếm này nằm trong một cái sản phẩm hoàn hảo mà thị trường Mỹ không có, thị trường Á Châu cũng không, thị trường ở bên Âu Châu cũng không có, và tất cả có thể nói rằng khắp thế giới này sẽ không có một cái sản phẩm nào mà có thể nói ngang hàng với sản phẩm Joint và Tendon. Vì đó là cái niềm tự hào của chúng tôi là bác sĩ chuyên khoa về ngành đau nhất. Với 30 năm trong lĩnh vực Tây y cộng với 14 năm trong lĩnh vực Đông y kết hợp lại để mà giúp cho quý vị có một thân hình tráng cường khỏe mạnh để mà tránh những tình trạng đau nhức,
khó xảy ra cho cơ thể con người của mình. Cảm ơn bác sĩ khoa Trần Hùng Phong. Thì Mộng Lan xin thưa với quý khán thính giả là Joint Tendon đó là một cái sản phẩm mà nếu mà quý vị nào mà đã dùng rồi thì quý vị sẽ thấy rằng đó là cái giá thưa với quý khán nó bèo lắm, nó không có mắc một tí nào, tại vì có những cái sản phẩm ngoài kia lên cả $100 mà uống chưa chắc đã hết. Thì Mộng Lan xin thưa rằng đó là khi mà nói về Joint Tendon đó thì chắc là quý vị đang còn nghĩ trong đầu bây giờ nguyên cái cấu trúc của cơ thể của chúng ta như thế này, từ cổ xuống cho đến cái chân của chúng ta, thì những cái đường dây thần kinh ở lưng đó thì nó lớn hơn một chút, cái lỗ nó lớn hơn một chút. Đúng. Nhưng mà ở trên cổ nó nhỏ xíu như vậy, thì joint tendon nó sẽ tác động vào những cái phần nào ở trong cái giống như cái bộ xương cách trí này thưa bác sĩ? Dạ để vâng. Mà quý khán giả có thể biết được là nó bắt quý vị cần ở trong cái phần nào của cơ thể ạ. Dạ vâng, cảm ơn Mộng Lan rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn vào cái hình cấu trúc này, chúng ta sẽ thấy, quý vị thấy không, là giữa những cái đốt xương nói ở cái lưng đi, chúng ta dễ thấy hơn. Kính thưa quý vị, thì có những cái đốt xương, giữa những cái đốt xương kính thưa quý vị là những cái đĩa sụn. Mà quý vị thấy ở đây đó, đĩa sụn nó lồi ra và nó có màu đỏ ở nơi đây, thì quý vị thấy rằng đó, màu đỏ này kính thưa quý vị là bị sưng đúng không thưa bác sĩ? Đúng rồi, để nói lên là tình trạng bị viêm sưng và nó bị đau rất là nhiều. Và nhưng mà nhiều người nói họ không có thấy được cái đó. Chắc chắn là sẽ không thấy rồi. Cái hình này đó là để màu đỏ chúng ta dễ thấy thôi kính thưa quý vị. Dạ. Mà khi chúng ta chụp hình ra cũng không phải là màu đỏ đâu kính thưa quý vị, nó hồng hồng thôi. Dạ. Đó là nhưng mà phải là MRI mới chụp thấy được phải không bác sĩ? Đúng như vậy. Dạ. Mộng Lan, câu hỏi dạ. rất là hay là kính thưa quý vị, MRI nó khác với cái CT scan và khác với X-ray như thế nào? Thì X-ray chúng ta chỉ thấy được cái bộ phận xương không thôi, phải không quý vị? Mà nếu mà đi xa hơn nữa, mà X-ray mà cái loại CT scan á, thì chụp ở nhiều cái góc độ khác nhau để ráp cái hình lại, thì chúng ta sẽ thấy được nếu ai bị sự chấn thương ở những bộ phận xương chụp CT scan thì rất là tốt. Nhưng mà nếu ai bị những sự chấn thương ở những bộ phận mềm, chẳng hạn như là đĩa sụn bị lồi, kính thưa quý vị, hay là ở những cái sợi dây gân nó bị rách đó, hay là những cái cartilage bị mòn, thì nên chụp cái hình MRI là một phương pháp hay nhất để xác định được là những bộ phận đó chấn thương như thế nào, ở đâu và tình trạng nặng nề ra làm sao, chứ không phải là CT scan nha kính thưa quý vị. Thì trong cái bộ phận xương đây quý vị thấy là đĩa đệm là một, thứ hai là ở những cái khớp, khớp đây là những cái khớp ở ngay cái xương đùi chúng ta này, quý vị thấy không đó, thì giữa những cái khớp như chúng tôi vừa chia sẻ đó là luôn luôn có cái những cái cartilage nó bọc xung quanh, mà khi những cái sụn này mà nó bị mòn đi đó thì xương cọ vào xương sẽ tạo ra cái hiện tượng bị đau. Thì sản phẩm Joy và Tendon để trả lời câu hỏi của Mộng Lan đó là có thể nói là những cái gì liên quan tới cartilage, liên quan tới những cái sụn kính thưa quý vị, liên quan tới những tendons có nghĩa là ligaments kính thưa quý vị, là những sợi dây gân đó, hay là những cái bộ phận mà có thể nói rằng đó là liên quan tới những cái bursa, là những cái bọc tiết ra chất nhờn bị viêm, bị sưng. Và có thể nói là bất cứ bộ phận nào, kể cả những cái khớp, kể cả bất cứ bộ phận nào trong cơ thể con người chúng ta mà bị viêm, bị sưng, thì sản phẩm Joy và Tendon với sự phối hợp của 7 cái tinh chất mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị sẽ chắc chắn giúp cho quý vị giảm thiểu những cơn đau, giảm thiểu những cơn viêm và đưa đến cái tình trạng mà quý vị sẽ có đầy đủ những cái nguyên liệu trong người để mà tạo ra một cái bộ phận cơ thể con người đầy đủ những bắp thịt, những sợi dây gân và những cái khớp nó hoàn hảo. Dạ, và Mộng Lan được cộng tác với bác sĩ 20 mấy năm về trước đó, thì Mộng Lan biết có nhiều quý vị trong đầu gối quý vị bị sưng đó, thì bác sĩ hút cái nước ra xong bác sĩ thuốc vô thì chích cái thuốc đó là hyaluronic acid phải không bác sĩ? Mộng Lan. Thì ở trong cái joint and tendon này đó cũng có hyaluronic acid, tại vì cái đó rất là quan trọng phải không ạ? Dạ. Cái đó, cái chất đó nếu mà chúng ta không có chích vào hay là chúng ta không uống joint tendon thì cái chất đó từ ở đâu mà ra cho chúng ta trong cơ thể ạ? Mộng Lan rất là giỏi kính thưa quý vị, vì làm việc của chúng tôi quý vị thấy rằng là quý vị thấy những câu hỏi cũng rất là sáng suốt, thông minh, để mà đưa đến cho chúng tôi có thể chia sẻ cùng quý vị trong ngày hôm nay. Cái chất hyaluronic acid kính thưa quý vị đó là một cái loại chất nhờn trong cơ thể con người của mình. Thì quý vị biết chất nhờn thì thông thường nếu cơ thể bình thường như chúng ta nó Mộng Lan, thì chất nhờn sẽ được tiết ra, và tiết ra ở những nơi nào kính thưa quý vị? Ở những cái khớp, để sự di chuyển của nó không có sự cọ sát vào và tạo ra những cái cơn đau và sưng viêm ở vùng đó, phải không quý vị? Hay là chất nhờn tiết ra ở những cái nơi mà cái bọc tiết ra chất nhờn đó nó tiết ra để có những chất bệnh giống như nhớt đó kính thưa quý vị, để cho hàng như xe mà quý vị thấy chạy mà piston nó chạy lên chạy xuống nhiều như vậy đó mà không có nhớt thì nó sẽ bị cọ sát, kể cả sắt đó Mộng Lan, nó còn bung luôn nữa kính thưa quý vị, huống hồ chi con người của mình, phải không quý vị? Nếu không có chất nhờn trong người cũng giống như chiếc xe mà không có nhớt đó kính thưa quý vị, thì sắt nó cũng còn bị tiêu nữa, huống hồ chi cái bộ phận cơ thể con người của chúng ta. Nếu không có chất hyaluronic acid, không có những chất nhờn, sự cọ sát nó sẽ gia tăng và những cơ thể bộ phận con người chúng ta sẽ bị hủy hoại một cách rất là nhanh kính thưa quý vị. Chúng ta sẽ không thể nào sống được lâu dài mà không bị đau, hay là không có thể nào mà không có đưa đến tình trạng mà bị liệt ngồi tại chỗ kính thưa quý vị, vì cái chất hyaluronic acid
là chất nhờn tạo ra từ cơ thể của mình, kính thưa quý vị, nó rất là cần thiết. Nhưng nếu bộ phận trong cơ thể con người chúng ta bị viêm, bị sưng đó, thì những chất nhờn này sẽ không bao giờ tiết ra được. Và nếu không tiết ra được đó, thì kiểu như Mồng Lan nói là đầu gối sẽ không được đi được, kính thưa quý vị. Đó, và chúng ta đứng một chỗ, ngồi một chỗ luôn, nhiều khi đứng không nổi nữa, phải ngồi và nằm luôn, kính thưa quý vị. Thì bởi vậy cái chất hyaluronic acid này rất là quan trọng. Và chất này HA, hyaluronic acid, có nằm trong cái sản phẩm joint và tendon. Nếu quý vị để ý đó, thì có thể nói điểm đầu ngón tay sẽ không có những cái sản phẩm nào mà có chất hyaluronic acid nằm trong cái sản phẩm để bồi bổ cái khớp, cái gân và những cái tendons trong cơ thể con người của mình như là cái sản phẩm joint và tendon được. Nhưng mà cái hyaluronic acid này cũng cao lắm bác sĩ, chứ không phải là tại vì có nhiều cái sản phẩm mà có thể mua ngoài thì nó có chút xíu à bác sĩ. Nó đúng có, như vậy. Dạ, nó có mấy miligram mà phải đúng không như ạ? Vậy Mộng Lan. Vì chúng tôi đó là đây là một sự tự hào trong ngành chuyên môn của chúng tôi, và chúng tôi muốn đưa ra một sản phẩm như Mộng Lan nói đó, cái chất tinh chất phối hợp rất là nhiều, 7 tinh chất kính thưa quý vị, và cái giá thành rất là cao. Nhưng mà chúng tôi có thưa chuyện và nói chuyện với công ty Max Life là nếu cần và muốn cái sự hợp tác của bác sĩ Trần Hồng Phong thì đây là cái điều kiện mà chúng tôi cần phải có một cái giá có thể nói rằng sẽ không ai sánh bằng, để mà giúp cho cộng đồng những ai bị đau nhất và những ai có cái duyên đến với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng cống hiến cái sản phẩm này. Có thể nói rằng là sản xuất ra mà công ty sẽ không có lời, kính thưa quý vị, nhưng mà sở dĩ họ chấp nhận là tại vì họ cần cái sự giúp đỡ của chính bản thân của chúng tôi là bác sĩ Trần Hồng Phong. Dạ, thật sự mà nói, khi mà nói đến cái sản phẩm này, Huyền Trang là người đại diện cho công ty Max Life, cho nên Huyền Trang hiểu rõ nhất cái sản phẩm này, những cái tinh chất bên trong này nó mắc như thế nào, và khi mà bán ra đó thì cái giá như vậy thật sự là nó không có đủ lời để mà làm. Nhưng mà bác sĩ Trần Hồng Phong, tại vì bác sĩ nói đây là đứa con tinh thần của bác sĩ, cho nên công ty Max Life không thể nào từ chối được điều đó. Và bình thường ở bên ngoài chúng ta thấy những cái sản phẩm để mà hỗ trợ cho joint, hỗ trợ cho tendon đó, thì nó chỉ có khoảng 2 hoặc là 3 cái tinh chất trong một cái sản phẩm, mà chúng ta sẽ không có một cái sản phẩm nào mà có tất cả những cái tinh chất cộng vô như vậy. Bên ngoài thì thường là glucosamine với là chondroitin, hoặc là hyaluronic acid với là chondroitin. Nhưng mà rất ít. Hoặc là chỉ cao lắm, maximum là chỉ có 3 cái tinh chất trong một cái sản phẩm để mà bồi bổ xương thôi. Nhưng mà riêng với cái sản phẩm của công ty Max Life đó, bác sĩ Trần Hùng Phong nói rằng là tôi không làm thì thôi, tôi làm thì tôi phải đặt cái tâm của tôi vào trong đó, và những cái tinh chất này cộng lại với cái công thức này thì nó mới giúp được cho những cái vấn đề đau nhức mà các cô chú, các bác, những người lớn tuổi gặp phải. Thì tôi không cần biết, nếu như quý vị, quý công ty mà muốn tôi hợp tác đó, thì phải cho ra cái sản phẩm này. Cho nên công ty Max Life phải nhắm mắt, nhắm mắt cố gắng để mà không có lấy lợi nhuận cho cái sản phẩm này. Nhưng mà để bác sĩ Trần Hùng Phong vui, thì bác sĩ Trần Hùng Phong mới cho ra những cái công thức khác cho những cái sản phẩm khác để mà công ty Max Life đưa đến với quý khán thính giả của chúng ta được. Cho nên cái sản phẩm này đó chị Mộng Lan, Huyền Trang biết rằng chị Mộng Lan sẽ nói, không, sẽ Lan yêu cầu là promotion. Huyền Trang sai rồi. Tại vì Mộng Lan biết cái này nó quá rẻ rồi, thật ra đâu, nãy giờ đâu hỏi gì đâu. Và là Huyền Trang lại hiểu lầm. Tại Huyền Trang biết chị Mộng Lan rồi. Dạ. Nhưng mà thôi, thế này đi. Mặc dù chị Mộng Lan nghĩ cho công ty Max Life, xưa giờ toàn nghĩ cho quý khán thính giả, cho khách hàng không, rồi bây giờ nghĩ cho công ty Max Life, thì cũng đáp lại cái tấm chân thành đó, tấm lòng của chị Mộng Lan. Thì Huyền Trang cũng đề nghị với công ty Max Life là cho cái sản phẩm này, là chúng ta sẽ được là mua 3 sản phẩm và được tặng thêm một sản phẩm nữa. Wow. Tức là 35 đồng một hộp này, thì 3 hộp chúng ta sẽ chỉ trả có 105 đồng thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có được đến 4 hộp Joint and Tendon của công ty Max Life. Và quý khán thính giả cũng nhớ rằng là khi mà chúng ta mua bất cứ một sản phẩm nào cộng lại cái bill của chúng ta trên 150 Bikim, chúng ta sẽ được free delivery hoặc là free shipping trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ chúng ta. Cũng nhắc lại nữa là hai cái sản phẩm Cordyceps Supreme và Max White, thì mỗi một sản phẩm chúng ta sẽ được mua một tặng một, nhưng nếu chúng ta mua kết hợp hai sản phẩm lại với nhau để chúng ta được cái chương trình promotion free delivery và free shipping đó, thì chúng ta sẽ chỉ trả thay vì là 160 Mỹ Kim cho cái này một tặng, cho MaxWise một tặng một và Cordyceps một tặng một, thì chúng ta chỉ trả có 150 Mỹ Kim mà thôi, và vẫn được tham gia là free delivery cũng như là free shipping. Nhưng
có điều kiện, đó là chúng ta chỉ có được gọi cho Huyền Trang. Thì chúng ta bỏ cái tên danh sách của mình trong 10 người đó, Huyền Trang mới chuyển tới công ty, tới văn phòng UMC, thì chúng ta mới được cái chương trình promotion mà Huyền Trang nói. Còn không thì nếu quý khán thính giả nào chúng ta vô tình chúng ta đã đặt chân tới UMC để yêu cầu những chương trình này mà không có, thì cũng mong quý khán thính giả chúng ta đừng buồn và cũng đừng giận những người nhân viên tại văn phòng UMC, tại vì họ gọi cho Huyền Trang, họ nói tại sao người ta tới hỏi cái chương trình đó mà tôi đâu có biết gì đâu. Thì Huyền Trang mới nói là chỉ có những người có tên trong danh sách mới được, cho nên quý khán thính giả chúng ta phải nhanh tay để mình là một trong 10 người đầu tiên gọi cho Huyền Trang để đặt tên của mình trong cái danh sách đó, để chúng ta tham gia cái chương trình mà công ty Max Life đang dành tặng cho chúng ta. Và cái số điện thoại đang có trên màn hình đó, thưa với quý khán giả, 714-451-6666, 714-451-6666, hoặc là 949-353-6666, 949-353-6666. Thưa với quý khán giả, không phải là Mộng Lan dùng cái joint tendon này vì là Mộng Lan bị đau thần kinh tọa, nhưng mà thưa với quý khán giả là có lẽ là trong cái nghề nghiệp nữa, là cái bệnh nghề nghiệp là làm TV đó, mình cứ phải ngồi thẳng lên như vậy nè, giờ mình không có được ngồi trụ như vậy, thành ra có nhiều khi làm xong á bác sĩ, cái xương đan đằng sau nó cứng đắc à, giống như quý khán giả mà làm computer đó cũng phải ngồi thẳng, tại vì cái positioning nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không ngồi đúng, chúng ta sẽ rất là đau nhức. Và ngoài ra còn có những quý vị, Mộng Lan nhìn cái bộ xương cách trí của bác sĩ đây đó, Mộng Lan thấy những cái đĩa sụn đó, cái xương rồi cái đĩa sụn rồi cái xương, Mộng Lan thấy giống như cái bánh mì sandwich mà làm nặng đó bác sĩ. Khi nặng làm nặng đó là cái đĩa sụn nó càng ngày nó càng bị ép, nó đè xuống như vậy. Đây càng cần phải cần joint and tendon phải không bác sĩ? Đúng như vậy Mộng Lan. Và cái thưa quý vị, những ai mà có những cái ngành nghề nhiều khi người ta nghĩ đó khuôn vác nặng nhọc thì mới là nặng nhọc, kính thưa quý vị, nhưng Mộng Lan nói rất chính xác. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nếu một cái người bình thường như chúng ta là động vật hai chân, mà nếu mà ngồi đó kính thưa quý vị và phải ngồi và hướng về phía trước chút xíu, chẳng hạn như làm việc ở computer, thì ở cái vị trí đó là cái áp suất nặng nề nhất, nhiều nhất sẽ tạo ra ở cái vùng thắt lưng cho con người của chúng ta, kể cả còn nặng nề hơn khi chúng ta đứng và nặng nề hơn khi chúng ta đi nữa, kính thưa quý vị. Thì điều này rất là quan trọng Mộng Lan. Nhiều người nghĩ rằng ngồi lâu làm việc không sao hết là tại mình ngồi mà, mình đâu có đứng để đi đâu mà đau cái lưng. Điều đó hoàn toàn sai, là tại vì cái áp suất tạo ra ở cái cột xương sống là cao nhất là khi chúng ta ở vị trí ngồi, kính thưa quý vị, không phải là đứng hay là đi. Còn những ai mà làm những công việc mà thường xuyên, chẳng hạn như đánh máy, kính thưa quý vị, thì những khớp xương ở cái tay đó nó sẽ bị suy thoái theo thời gian. Kể cả những ai mà những cái không làm nữa, đi chơi thôi, kính thưa quý vị, chơi tennis hay là chơi golf, kính thưa quý vị, hay là chơi basketball, những cái động tác mà phải đi lặp lại theo thời gian đó, kính thưa quý vị, sẽ làm suy thoái những cái bộ phận trong cơ thể con người của mình. Thì tất cả quý vị đó tuổi cao niên, đi làm nặng nhọc, đi làm nhẹ nhàng bình thường, những phương pháp thể dục thể thao, và những người mà có thể nói rằng là hay bị té ngã hay là bị dấp phải này, kính thưa quý vị, thì đều nên phải dùng cái sản phẩm joint và tendon. Và sản phẩm này có thể áp dụng cho tất cả mọi ai trên 18 tuổi có thể nên và dùng cái sản phẩm joint tendon này. Như chúng tôi vừa chia sẻ rằng đó là cơ thể của mình cần phải có cái sự bồi dưỡng. Nếu sự bồi dưỡng đó mà đúng thì có thể nói rằng sẽ bảo vệ cho sức khỏe của mình rất là nhiều. Và nhất sức khỏe đây là chúng tôi nói về những cái bộ phận liên quan tới bắp thịt, tới những sợi dây gân, tendons và ligaments, kính thưa quý vị, và những cái bộ phận sụn cartilage trong cơ thể con người của chúng ta. Và có thể nói rằng là tất cả những bộ phận gì mà bị viêm, bị sưng khi dùng sản phẩm joint tendon này sẽ hỗ trợ cho cái sự viêm sưng đó nó giảm thiểu xuống và tạo điều kiện cho những cái tế bào nó có cơ hội hồi phục và trở lại một cái trạng thái bình thường hơn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thưa quý khán giả, nhất là quý vị nào trong ngành nghề mà làm về nails nè, làm tóc nè, make up nè, đặc biệt là lót gạch, quý vị ngồi xuống nè, cái đầu gối của quý vị nó rất là chịu cái sự sức nặng của quý vị, lót gạch hay là construction hoặc là khuôn vác. Thành ra một lần nữa thì cái số điện thoại của Huyền Trang ở trên màn hình quý vị có thể gọi cho cô. Quý vị nhớ là chỉ có 10 người mua 3 chai joint tendon quý vị sẽ được tặng một, và mua một tặng một Cordyceps Supreme, mặt hàng chỉ có giới hạn nha quý vị, cũng như là mua một tặng một là Max White. Số điện thoại một lần nữa Huyền Trang. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp hai cái sản phẩm này, thay vì 160 mỹ kim chúng ta chỉ trả có 150 mà thôi. Vâng, và số điện thoại của Huyền Trang là 714-451-6666, 714-451-6666, hoặc là 949-353-6666, 949-353-6666.
xin là quý vị đừng có để bị đau rồi quý vị mới uống thuốc, tại vì thuốc rất là hại cho cơ thể của chúng ta. Quý vị hãy ngăn ngừa bằng cách dùng joint tendon, tại vì ai trong chúng ta rồi cũng già, khớp xương cũng sẽ yếu, và chúng ta đặc biệt đó là chúng ta đau nhức lắm thì tại sao phải để cho chúng ta đau nhức rồi mới uống. Quý vị nhớ joint tendon đang có chương trình đặc biệt. Và một lần nữa thì cùng với Huyền Trang, bác sĩ y khoa Trần Hùng Phong, Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị, và hẹn quý vị trong chương trình Y khoa và Đời sống kỳ tới.